Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật Gungruxer. Và nội dung video ngày hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp set của em nó lên set mới nhất là set Clean. Set 1300. Hiện tại thì mình đang sử dụng cho em nó chỉ là set Manticore. Đây anh em có thể nhận thấy chỉ là set Manticore level 1200. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nâng cấp toàn bộ vật phẩm của em nó lên vật phẩm mới nhất. Bắt đầu từ vũ khí, áo quần và cũng như là Uri. Let's go. Rồi, như anh em cũng có thể thấy, mình đang đến với Abnoria và chúng ta sẽ thử bắt đầu nâng cấp. Và để nâng cấp thì chúng ta sẽ tích vật phẩm này ra. Ok, tiếp tục. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với cặp vũ khí. Đây, ta sẽ cần một Manticore Unreal. Mình nhớ ra, một cháo, một cái vẹt, 30 bê và 30 sụt. Đây, ốp ban đầu của em nó sẽ là mắc ốp nhé. Để xem. Rồi, ốp tương tự mà ta bị mất đi ốp bonus của Mustar. Và mình sẽ để đây. Một cây nào. Tiếp tục. Cái này hiện tại là 180 phép thuật, thì là mình sẽ nâng cấp lên sẽ mới nhất để xem. Sức mạnh phép thuật tối đa mà em đã nhận được là bao nhiêu? Đấy, 30B, 30 số. Như mình để kiểu mất một xíu chữ ở đây rồi đấy. Nhầm, dư lại anh em ơi. Rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ nâng cấp tiếp với áo quần. Và bây giờ chúng ta cần là Brilliant Suit. Đây chỉ là set của em đó. Ok, mình sẽ tiếp tục tách. 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Đấy. Tiếp tục. Chân đi nhé. Ôi, bị mất ốp hết này nha. Và bên bụng. Ốp liên sụp. Ôi, mất ốp hết rồi. Và bây giờ sẽ chân ngựa sẽ đem nó tổng không. Này tổng không đã là 131 đan này nha. Đây, mình sẽ thu nhỏ lại để nhận thấy. Đây. Đáp chim hay còn gọi là sẹt liền không không. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến em nó lên sẹt cầm một a, mình bỏ cái tay luôn nên mất. Đây đủ sẹt đi nhé. Bây giờ mình sẽ đi nâng cấp em nó lên cầm 15 tất cả các vật phẩm cũng như là option. Và sau đó chúng ta sẽ cùng thử test đam của em nó khi mà sử dụng tất cả các vật phẩm mới thì lượng đam của em nó gây ra đặc mạt là bao nhiêu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào qua vật phẩm của em nó khi mà chúng ta update sẽ liền và vũ khí Manticore. Và tất cả chúng ta đều sẽ được update lên là cộng 15. Thì đối với vũ khí Manticore Magic Gun cộng 15 thì sức mạnh yêu cầu của chúng ta chỉ là 444. Và bây giờ lượng width của chúng ta là lên được là 194%, rất là tợ. Và ra mình có up thêm dòng Harmony cho em nó hay còn gọi là dòng vàng vừa xưa đấy nhé. Thì chúng ta úp được 80 attack power witcher và thêm 40 challenge đam. Và cái thứ hai thì mình cũng chỉ cố gắng úp lên được là 80. Và ra mình vẫn sẽ sử dụng nguyên phòng 15 và chưa add element depth. Và set của chúng ta sẽ là set brilliant cộng 15 luôn. Và mình đã cố gắng khảm nhưng mà vẫn chưa mắc được nha nhé. Cặp earring thì cộng 15 và earring này là earring vip rồi. Ngoài ra tay thì cũng là được khảm cộng 15 với là vip 10.
chúng ta sẽ sử dụng thêm là một cái billion of cộng 15, và đây là penta mới khi mà được update đến season 17 nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng C nha nhé. Vì yêu cầu của cái vũ khí này là 444 strength nên mình chỉ để ra 444 strength vừa đủ, còn lại năng lượng mình chỉ tăng đủ 1075 điểm cũng để mang cái vũ khí, và tất cả điểm còn lại dùng vào AT để vừa lấy đẹp vừa lấy attack success rate cũng như là đẹp rate khi mà cả PVP lẫn PVM. Riêng đối với bảng Master 3 và Master 800 thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng giờ khi mà chúng ta đi build PVM và PVP nha nhé. Rồi nên đây là những cái thông số cơ bản khi mà chúng ta up lên CS Brian: 83% crit dam, 60% excellent dam, 28% dam double và 10% triple dam. Ở đây chúng ta có xuyên giáp 16% cũng rất là ngon khi mà cái win của mình khá là cùi. Ngoài ra chúng ta có giảm dam đi là dam tăng thêm là 70, này là do của cảnh nhé, đây là ô của cảnh, dam hấp thụ đi cũng 73% cũng là của cảnh mà luôn. Rồi đó là bảng C của chúng ta, hay còn gọi là cách tăng điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng Master 400. Đây là bảng Master 400 của em nó. Đối với bảng Master 400 thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần, và bây giờ mình chỉ thay đổi một chút khi mà chúng ta sẽ sử dụng là skill average chứ không sử dụng skill protein nữa. Và để đi kèm với average mình sẽ tăng thêm là plasma, đặt plasma quả cầu bóng tối. Ngoài ra khi mà season 17 được update thì chúng ta sẽ có skill book của nhân vật Gunrusher. Và khi chúng ta học skill book này, chúng ta sẽ được tăng thêm một lượng phép thuật và tăng thêm speed. Nhưng mà để đánh đổi lại thì nghe bảo là sẽ giảm đi lượng death. Tí nữa chúng ta sẽ cùng test xem thử. Và ở đây mình cũng chỉ lấy 10 điểm máu. Ngoài ra mình sẽ tăng thêm ở đây là 11 điểm tất cả các cột bên cạnh. Nó cũng khá là quan trọng. Và tại sao là 11 điểm mà không phải là 15 hay là 20? Thì 11 điểm thì chúng ta sẽ đạt được 3%, và 19 điểm là chúng ta vừa tròn 4%, nên 20 cũng không quan trọng nhiều. Đây là những cái update mới nhất khi mà mình tăng nhân vật. Thì mỗi ngày học có ít, khi mà mình học được cái gì thì mình cũng chia sẻ cho anh em luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng đi đến với bảng Master Exchange, hay còn gọi là Master 800. Thì đối với bảng Master 800, để tăng được các ô bên này 40 điểm thì chúng ta sẽ phải tăng hàng đầu tiên này theo thứ tự như mình là 10, 15 và 10. Ở đây mình sẽ cùng tăng luôn là 40 điểm. Đây, mình sẽ tăng cho anh em luôn 40 điểm vào đẹp của Win, mình quên mất. Rồi ta sẽ cùng tăng nha anh em. Rồi, như 10 điểm mình sẽ quay lại điều plasma và mình tăng mắt 20 điểm vào đam của plasma. Rồi, chúng ta sẽ có một bảng hoàn chỉnh là như vậy. Đối với Abrex thì chúng ta cũng tăng như bình thường, mắc tất cả các ô đầu tiên. Và khi mà lên, ui, mình quên tăng ở đây. Trời ơi, mình quên tăng ở đây là 40 điểm chứ không phải là 20 điểm nha anh em, nhầm một chút. Thôi kệ đi, đúng ra là phải tăng vào đây 40 điểm nha anh em, mình tăng bị nhầm mất. Mình quên tăng ở đây. Ok, chúng ta sẽ cùng đi test em nó với tất cả các map, bỏ qua với 20 điểm tăng nhầm. Bây giờ mình sẽ đi đến map thấp nhất là map Acrut. Mỗi map mình sẽ đánh tầm 1 phút. Rồi, trước khi vào bài thì mình sẽ sử dụng skill book đây. Và để xem lượng đẹp đã có giảm đi hay không. Đẹp của mình bây giờ là 12.499. Bây giờ chúng ta sẽ công book. Rồi, 12.445 giảm đi một lượng đẹp khá là đáng. Chỉ có tầm 200 đẹp, nhưng mà đổi lại chúng ta được tăng tích lên rất là nhiều, cũng như là lượng khách tập chúng ta cũng tăng lên được một chút. Ở đây chúng ta sẽ chủ yếu là lấy 10 điểm của speed nha. Ok, mình sẽ cài auto đã. Đây, mình sẽ cài auto là average. Và với average là rank 6, thì mình sẽ nhìn lại đây là rank 6 mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài hotspot. Rồi à, anh em đợi chút, mình sẽ phải thêm một con quái trong góc này đã. Rồi bắt đầu nhận hôm. Rồi chúng ta sẽ cùng xem thông tin lốc 2.8 ca đây khá là thấp anh em nhỉ, không bằng được đối với Brutin. Đối với Brutin thì có vẻ đam nó ổn định hơn rất là nhiều.
Đây, mình sẽ kéo xuống một chút cho anh em thấy nó quay này. Ui, chóng mặt luôn. Đám khá là tệ. Đối với server của mình là server Real Mu, một server đến từ Brazil và được phân tích bởi IGCN. Đây là một server traffic nha anh em. Nên nhớ anh em vừa hay bảo sao làm server lầu thì tất nhiên là mình không có tiền nên mình phải chơi server lầu thôi. Nhưng mà server lầu thì chúng ta lên đồ cũng rất là khó. Ở đây là mình đang chơi với server test. Rồi, đường đam khá là thấp. Và KDA chỉ là 0.57 khi mà chúng ta sử dụng average. Khá là tệ, khá là thất vọng anh em ạ. Rồi, đây chúng ta có thể thấy tích là 240 thì chúng ta sử dụng average. Lượng đẹp mình được có là 12, hơn 12.000. Rồi, hơn 1 phút rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi sang map khác, map Avenue. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với Hotspot Win. Bài này thì quả khá là rộng, từ từ nha nhé. Mình sẽ chỉnh camera lên giữa chút. Rồi. Ôi, khá là thấp. Để xem mắt đang là bao nhiêu. Từ 1.4 triệu đến 1.5 triệu đam đến dây. Đá đá cũng khá là thấp. Mình không sử dụng cái chi kèn nha anh em, đây là trên chay 478k đam, khá là thất vọng. Mình nhớ là hồi xưa khi mà mình build nhân vật Bulldozer lên được 1.3 triệu đam khi mà build với Grooting. Rồi, ta sẽ tên tầm 1.30 giây. một trăm bốn mươi áp xuyên giáp là đam màu xanh ngọc đấy nha. Rồi 0.5, một phần là do quả tạ nhưng mà một phần nữa là hiện đang em nó không được ổn cho lắm nhưng mà sử dụng với average 140 kệ nha. Tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển đến mặt mới Royaga. Raya 2.2 đam. 2 triệu đam này là do quả chuyện lâu hơn mà thôi. 1.6 phải ui, quả này rất là đau. Nhưng đang là mạc mới nhé. Trời ơi, lạnh này. Trời ơi, ủ máu này. Ui dồi ôi. Biết trên nổi 1 phút hay không này. 414 đam trên giáp. Nhìn chân có đam là 478 478 nha em. Chuyện trăm mươi cũng vậy nha. Trời ơi, ổn máu kìa. Mình ca đá sắp lại thì lần đam tăng lên do quả nó trâu hơn rất là nhiều. Anh em mà để mình chỉ chịu tầm 300 đam thuộc tính. Nhưng mà đam vật lý thì chịu được gần 1.5 và 2.000 gì đấy. Thì là mình tích lại 2.100 vật lý. Quá là đau. Anh em mình lượng máu nó uống này. Ui ôi, ui ôi, chắc chết quá. Ở đây là mình đã tăng 20 điểm khi mình kết quả cũng là tập công thành công. Nhưng lượng máu vừa cũng khá đau. Rồi, 2 triệu đam. Nhưng mà lượng KDA chỉ tầm quanh 0.38, 0.39. Rất là thấp. Nên là chỉ trả công hiệu quả cho việc mà đi cài PVM hay còn gọi là đi lên level đấy nha, lên cấp. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển đến map của cùng. Nói chung là em mà sẽ làm solo được. Ta sẽ đến người map Brunei. Ta sẽ quay trở lại với Hotspot Water. Mình sẽ để ngoài bản vào trước.
rồi, chịu không nổi đau nha mày. Nó chết rất là cao. Rồi, chết. Dù rằng là mình đang sử dụng ớt, ớt là sẽ đẩy water cao nhất. Đây, tặng cũng như là đẩy water cao, nhưng mà chúng ta sẽ chết. Bây giờ mình sẽ quay lại với quick. Vì enter của mình đang hiện để ở phía trong này, enter quick. Ui, 900 lần. Đau quá, đau quá, đau bao nhiêu nè. Ui trời ơi, không tụi nổi đây nha. Mình sẽ sử dụng một spot thương nhé. Đây, spot thương đó. Đây là tụi được không? Không thể tụi nổi. Mình sẽ quay trở lại với một bài water là bài thường, chứ không phải hotspot thì lần quay ít hơn. Để xem nó có thể trụ nổi được không. Trời ơi, vẫn không thể trụ nổi anh em ạ. Chỉ chưa kịp làm gì, dù rằng đường đang khá là ổn. Quay trở lại với bạch thương xem. Rồi sắp hết máu rồi. Đây là 0.6. Mình chưa phải là tất cả. 462. Lượng đáp sẽ vẫn giữ ổn định. Đấy, anh em nào là server là dễ à? Dễ đi đâu? Phải tạt chết liên tục. Rồi, chúng ta không thể tên nổi với nhân vật Unruser của chúng ta khi mà chúng ta upgrade Max cũng như là Leon Max tầm 15. Và với lượng máu chúng ta mang theo trên người là tầm 50 bình là không thể tên với một thời gian dài. Thì nhân như một tên mình sẽ phải có ebook này, rồi sẽ phải có mana shield của Witcher, hay có Dark Witcher ấy, năm sụt đấy. Chúng ta may, có thể hòa may là chúng ta có thể tên được. Rồi, mình sẽ kết thúc video này ở đây. Hy vọng là anh em có thể cảm nhận được sức mạnh của Unruser. Thì riêng sức mạnh của em nó là không thể phải bàn cãi, nhưng mà lượng đam khá là ổn. Nhưng mà mình khuyên anh em là nên sử dụng Brutin, chứ Adrex này delay khá là cao. Và lượng đam em nó gây ra trên một hit cũng rất là thấp so với Brutin mình đã sử dụng trước kia cho anh em thấy, lên tầm 1.3 đam. Thì anh em có thể tìm lại cái video đó ở trong cái kênh của mình. Và anh em muốn mình làm video tiếp theo bởi nhân vật nào thì hãy để lại comment ở phía dưới. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.